Xin chào mọi người. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 9. Trước mặt hắn là một con cự lang đầu xám, thân thể của nó cao khoảng 2 mét, gấp 3 lần Dương Phong. Ở trước mặt còn quái vật to lớn như thế này, nhìn giống như một hài nhi và một người khổng lồ. Con cự lang này ngoài hình thể khổng lồ thì sở hữu 4 trảo, trong miệng còn chứa cả răng nanh. Cự lang 4 trảo dài như cánh tay, tản ra hơi thở lạnh lẽo, thỉnh thoảng chân trước của nó cả trên mặt đất liền xuất hiện những vết rách sâu hoắm. Hai cái răng nanh của nó dài tầm 10 tấc, uốn lượn giống như lưỡi dao đòi mạng, khiến cho người khác không rét mà run. Cửu giai đỉnh phong huyền thú. Quan sát một chút, Dương Phong liền biết con cự lang này chính là một cực phẩm. Nhìn xung quanh một chút, Dương Phong cũng biết vì sao con cự lang này lại gây chuyện với hắn. Cái đồng này chính là nợ của nó. Hắn bất thần lình xông vào nhà người ta, khiến cho người ta không thể tránh khỏi hiểu lầm. Dương Phong hít sâu, giãn gân giãn cốt, làm cho các khớp kêu lốp bốp. Cửu giai huyền khí này khiến cho hắn thật cao hứng. Cự lang hai mắt tràn ngập hung quang quan sát Dương Phong, hai chân cào đất không ngừng. Nó không thể nhìn nổi nhân loại đang khiêu khích trước mặt nó. Cự lang lấy đà hét lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng tiến về phía Dương Phong. Thấy cự lang lao về phía mình, Dương Phong nhắm hai mắt, hai chân như cày sắt trụ phía dưới, tạo ra một rãnh sâu trên mặt đất. Hắn vươn tay phải ra, bàn tay nắm chặt, bên tay trái hiện lên ánh sáng màu nhạt, mặt hắn không chút sợ hãi. Khi cự lang còn cách Dương Phong khoảng một tấc, hắn hét lên một tiếng, tay phải chứa một quyền về phía cự lang. Một tiếng nổ vang lên, một người một sói hung hăng nhào vào nhau, năng lực khổng lồ ập tới khiến Dương Phong lùi về phía sau, đụng vào vách động khiến cho cả sơn động rung lên từng đợt. Dưới chân hắn hành lên một vết lõm dài trên mặt đất. Cự lang cũng bị hắn đánh cho lui vài bước. Nhìn thấy cự lang bị hắn đánh lui, Dương Phong tuy đau nhức toàn thân nhưng trong lòng rất vui vẻ, cũng phải không thắng nổi nó. Nghĩ đến điều này, Dương Phong vẫy vẫy tay nhìn thẳng cự lang rồi duỗi ngón cái ra chỉ thẳng xuống đất. Wow! Cự lang mặc dù không có trí tuệ như loài người nhưng vẫn đủ trí thông minh để thấy Dương Phong làm ra những động tác khiêu khích nó. Cự lang gầm lên giận dữ bạch người, song trảo vươn ra, hàng quang lấp lóe, một cơn âm thanh xé gió bén nhọn là đến chụp thẳng về phía Dương Phong. Thấy cự lang lại lao tới, Dương Phong nhắm chặt hai mắt, tay còn nắm thành quyền, ngồi trên mặt đất. Khi nghe tiếng gầm la đến, song quyền đột nhiên vung ra, cả hai chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn. Sau khi vung quyền, một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến khiến Dương Phong thổ huyết, mà cự lang cũng bị song quyền đánh văng ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, cự lang liền đứng dậy tru lên, lấy đà bay về phía Dương Phong một lần nữa. Thế vậy, Dương Phong co rút trong mắt, ngăn cản khí huyết đang sục sôi trong cơ thể. Chân phải hắn bỗng nhiên đạp trên mặt đất mượn lực, bắn người về phía cự lang, tay phải nắm chặt thành quyền, xé gió đập đến. Một người một sói lần nữa va chạm tạo nên âm thanh lớn, nhưng lần này cự lang không bị đánh văng ra ngoài. Nó dùng song trảo túm chặt song quyền của Dương Phong, dùng hai cái răng nanh sắc nhọn đâm đến. Mắt thấy hai tay bị chế trụ là còn bị sắc bị răng nanh xé nát, Dương Phong không khỏi kinh hãi, dùng hai chân thúc một phát vào bụng cự lang. Phần bụng bị đạp trúng, cự lang kêu lên một tiếng, đồng thời buông song quyền của Dương Phong ra. Dương Phong sững sờ trong giây lát, đã bị cự lang hung hăng chộp ngay lồng ngực. Nhất thời bị đánh một cú mạnh như vậy, Dương Phong bay ra lại đụng vào vách tường. Dương Phong khó khăn đứng dậy, đầu óc có chút mê muội. Lúc này một đôi vuốt như xuyên thấu không gian lại một lần nữa đập vào ngực hắn. Trong chớp mắt, đôi vuốt kia vung lên vã vô số lần vào đầu, vào ngực, vào bụng Dương Phong. Ầm ầm ầm, vô số móng vuốt đánh vào thân thể Dương Phong giống như một thanh kim loại, khiến toàn thân hắn ứa máu. Trong lúc móng vuốt chạm vào thân thể còn vang theo tiếng can khang như một bản hòa nhạc. Cự lang hút vào phần bụng Dương Phong tạo nên một tiếng vang lớn. Cú hút này khiến cho Dương Phong văng ra thật xa, thân thể chà xuống mặt đất. Vô số âm thanh ầm ầm xuất hiện, vô số đá tảng rơi xuống lấp đầy Dương Phong. Cự lang đương nhiên không bỏ qua cho Dương Phong, ngay lúc nó chuẩn bị nuốt hắn vào trong bụng thì bên ngoài hang động lại truyền đến một tiếng sói tru. Nghe được âm thanh này, cự lang liền biến sắc, nó không chút chần chừ chạy về phía cửa hang. Cự lang vừa rời hang thì Dương Phong bắt đầu bò ra từ trong đống đá. Lúc này ý thức của hắn có chút mơ hồ, não như bị hồ dính, chỉ thấy cảm giác được toàn thân đau đớn, đau đến tận xương tủy. Nếu không nhờ ý chí mạnh mẽ, có lẽ hắn đã bị đau đến mất đi.
Sau một hồi, Dương Phong cũng bình thường trở lại, thấy cự lang vẫn chưa trở về. Việc đầu tiên hắn làm lúc này chính là chạy trốn. Sau khi trốn ra từ hang động của cự lang, Dương Phong liền tìm một gốc đại thụ lên đến ngồi xếp bằng trên cây. Hắn cúi đầu nhìn bản thân mình lúc này, thấy tình hình chính mình, Dương Phong hít sâu một hơi. Lúc này quần áo Dương Phong đã rách nát, toàn thân dính đầy máu, có những vết máu vẫn chưa kịp khô lại, càng tăng thêm phần ghê rợn. Lần này là do mình khinh địch. Dương Phong cười khổ lắc đầu, lúc trước hắn dùng quyền đập chết cự mãng vương là dùng một nhát kiếm chết liễu thất phẩm huyền thú lưỡng nhật xà, khiến cho hắn cảm thấy cầu phẩm huyền thú chắc cũng chỉ tầm thường như thế. Nhưng sự thật đã chứng minh cầu phẩm huyền thú mạnh hơn nhiều so với thất phẩm huyền thú. Mà hắn lại quá khinh địch, dùng chính thân thể mình giao chiến với cửu phẩm huyền thú, đây chẳng khác nào tự sát. Nhưng mà trận giao chiến lần này lại có chút ngoài ý muốn. Dương Phong không ngờ sức mạnh của chính mình lại mạnh như vậy. Tuy còn nhiều chênh lệch so với cửu phẩm huyền thú, nhưng không thể phủ nhận rằng năng lực tấn công và phòng ngự của hắn mạnh hơn so với những người khác. Có lẽ ngay cả cường giả tiên thiên cảnh cũng không sở hữu được một thân năng lực mạnh mẽ như hắn. Phát hiện này khiến cho Dương Phong có chút vui mừng. Vốn dĩ tu thành luyện thể quyết là việc bất đắc dĩ, nhưng có thực hắn không nghĩ tới dùng luyện thể quyết trên thân thể mang kim sắc huyền khí lại mang đến sức mạnh vượt trội như vậy. Về sau có đối địch với ai thì thân thể này chính là một sát thủ. Cảm giác thân thể đang đau đớn kịch liệt, Dương Phong thu hồi tâm tư, hai mắt khép hờ, kim sắc huyền khí trong cơ thể phun trào chữa trị cho thân thể đang tổn hại nghiêm trọng của hắn. Kim sắc huyền khí như một dòng nước ấm chảy khắp thân thể Dương Phong. Những nơi kim sắc huyền khí đi qua khiến cho hắn cảm giác được vết thương đang từ từ lành lại. Mặc dù có chút chậm nhưng Dương Phong vẫn cảm giác được. Việc này khiến hắn có chút vui, bèn tăng tốc vận chuyển huyền khí khắp cơ thể. Bất tri bất giác một đêm đã trôi qua. Lúc mặt trời bên cạnh hắn vừa ló dạng, Dương Phong lúc này mới mở mắt, dùng hết 6 khối năng lượng thạch trong thời gian một đêm. Mặc dù vết thương chưa khỏi hoàn toàn nhưng hắn vẫn có thể chiến đấu tiếp. Nhảy xuống mặt đất, Dương Phong dang rộng tứ chi, cảm nhận huyền khí dồi dào chạy trong cơ thể. Hắn nhếch mắt cười, hắc đạo có năng lượng thật cũng là một việc tốt. Hắn có thể tự do dùng huyền khí. Lần trọng thương này nếu không có năng lượng thật, chắc chắn có lẽ 5-6 ngày sau hắn cũng không thể nào khôi phục nổi. Bảo nhi vạn tuế. Người đến mấy vạn năng lượng thật bản thân mình đang sở hữu. Dương Phong chỉ muốn bay về kiếm tông hung hăng hôn Bảo Nhi một trận. Năng lượng thật đối với hắn vô cùng hữu dụng. Sau một hồi hưng phấn, Dương Phong khẽ động cổ tay, trong tay mình xuất hiện một thanh chủy thủ ngắn. Trường kiếm vô danh lúc trước đã bị gãy, hắn lại không có thanh nào để thay thế, chỉ đành dùng tạm thanh chủy thủ này. Nắm chặt vũ khí trong tay, Dương Phong giống như một con báo linh động lao về phía hang động. Đối thủ tốt như vậy hắn thực sự không muốn bỏ qua. Những tiếng vang thật lớn lại vang lên, một người một sói tiếp tục đại chiến. Lần này Dương Phong đã khôn hơn, hắn không dùng thực lực để đấu với cự lang nữa mà pha vào một chút kỹ xảo. Hiện tại Dương Phong không dùng cách tấn công trực tiếp mà chuyển sang cách đánh du kích. Chỉ cần có cơ hội, chủy thủ trong tay sẽ khiến cự lang phải chảy máu. Ngoại hình to lớn là một ưu thế đối với cự lang, nhưng cũng biến thành điểm yếu của chính nó. Giống như bây giờ, thân hình to lớn chẳng có gì tác dụng, chẳng những không thể chiến đấu linh hoạt mà còn vô duyên vô cớ biến thành một tấm bia sống. Mỗi lần Dương Phong vung chủy thủ để thấy thành công đâm vào người cự lang. Tuy nhiên thân thể của Dương Phong còn có chút không thoải mái, thỉnh thoảng bị cự lang đập trúng khiến toàn thân hắn như rã ra từng mảnh. Nếu như không phải do kim sắc huyền khí không ngừng trị thương, không chừng hắn đã gục ngã. Một người một sói cứ người tới một đao ta lại đập một phát, ước chừng một canh giờ trên người Dương Phong là có thêm 10 vết cào, mà cự lang cũng khá khẩm hơn gì. Trên người nó đầy thương tích, tuy nhiên thân hình to lớn của nó rất có sức phòng ngự, có những vết thương chỉ là ngoài da, căn bản không ảnh hưởng gì đến cự lang. Lại một tiếng ầm ầm vang lên, Dương Phong không chú ý đã bị cự lang đánh bay. Nhưng chỉ trong giây lát, Dương Phong từ vách hang nhảy ra lại lao về phía cự lang. Nhìn thấy tên nhân loại này lại lao đến, cự lang hít mắt lại. Loại người không sợ chết như Dương Phong khiến cự lang có chút e dè. Kiên thì kiên, cự lang vẫn không lùi bước. Nếu như là nơi khác, nó sẽ quyết định không tự chiến, nhưng đây dù sao cũng là hang ổ của nó. Cho dù thế nào, cự lang cũng thế mặc kệ.
Lại qua một canh giờ, Dương Phong cuối cùng bại trận lại phải trốn đi. Dương Phong không thể không trốn, bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn đã cạn sạch. Phải biết rằng mỗi lần vùng chủy thủ xuất chiêu để phải dùng huyền khí, nếu không có huyền khí phụ trợ thì hắn căn bản không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Cự Lang. Hơn nữa hắn còn phải dùng huyền khí để trị thương, căn bản không bao giờ là đủ. Cho nên trước mắt Dương Phong không thể không lui. Nhìn thấy Dương Phong bại trận bỏ trốn, Cự Lang không thèm đuổi theo. Nó nằm trên mặt đất thở dốc liên tục, 2-3 canh giờ chiến đấu liên tục, lại thêm Dương Phong liều mạng không sợ chết, khiến cho nó cũng cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại nó chỉ hy vọng tên nhân loại này đừng đến làm phiền nó nữa. Nhưng Dương Phong lại khiến nó thất vọng. Cứ chưa đến nửa canh giờ, nhân loại kia lại đến hang của Cự Lang, sau đó lại phải đánh nhau một trận. Cứ như vậy, sau 1-2 canh giờ chiến đấu, Dương Phong lại đào tẩu, cho đến lúc huyền khí khôi phục để tiếp tục tiến vào hang Cự Lang cùng nhau đánh tiếp một trận. Liên tục lặp đi lặp lại 2 ngày, Cự Lang càng đánh càng mệt, Dương Phong càng đánh lại càng hăng. Cứ mỗi lần chạy trốn lại quay lại, kỹ xảo của Dương Phong lại tăng thêm mấy phần, khiến cho Cự Lang càng lúc càng buồn bực. Những lúc Dương Phong chạy trốn, Cự Lang cũng có lúc thừa thắng xông lên, nhưng nó lại thất vọng. Nhưng lần này đấu không lại nó, lúc trốn thì lại leo lên cây. Cự Lang cũng phải là huyền thú biết bay, chưa thấy dụng đầu hút vào thân cây Dương Phong đang trốn. Hút mãi, cây cũng đã đổ, nhưng vẫn không cách nào khiến cho nhân loại kia rơi xuống. Cuối cùng nó đành từ bỏ. Ngày thứ 6, cùng Cự Lang đánh nhau, Dương Phong không trốn nữa, hắn đã trở nên thành thạo hơn. Qua 3 ngày sau, Dương Phong có thể chiếm thế thượng phong, khống chế tiết tấu của trận đánh. Wow! Dương Phong lúc này đang cưỡi trên lưng Cự Lang, hai chân thúc chặt trên bụng nó, quyền cước lóe ánh kim liên tục thúc vào đầu Cự Lang. Một quyền là một quyền, trong đồng chí còn là tiếng xói tru thảm thiết. Cự Lang thoát khỏi Dương Phong, lăn lộn trên mặt đất. Nó cõng Dương Phong tông vào vách động, khiến cho vách động bị thủng nhiều lỗ to tướng. Nhưng Dương Phong vẫn không buông tay, có cơ hội liền đệ quyền vào đầu Cự Lang. Một người một sói thì xem ai kiên trì hơn ai. Cứ như vậy, tầm một canh giờ sau, hang động trở nên yên tĩnh, người và sói đều ngã trên mặt đất. Dương Phong còn thở, Cự Lang cũng còn thở, hai bên cách nhau một trượng, liên tục trợn mắt trừng nhau, nhưng không bên nào xông lên, vì cả hai đều đã cạn kiệt sức lực. Cự Lang nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt hiện ra sự kiên kỵ. Tên này còn đáng sợ hơn huyền thú. Theo bản năng khiến nó nghĩ như thế, mà Dương Phong càng nghĩ càng hưng phấn, bởi vì hắn không cần dùng huyền kỹ nhưng vẫn phải đánh ngã được cửu phẩm huyền thú. Tuy rằng tiêu tốn 10 ngày nhưng cũng là do hắn đánh ngã. Sau được canh giờ, Dương Phong chậm rãi đứng lên. Lúc này hắn đã khôi phục phân nữa. Nhìn thấy Dương Phong đã đứng lên, trong mắt Cự Lang xuất hiện một tia hoảng sợ. Nó cũng muốn đứng dậy nhưng không thể dậy nổi. Dương Phong chậm rãi đi về phía Cự Lang, vung vẩy quyền nhìn nó, rồi hắc hắc cười vài tiếng, định đến lấy nội đan của Cự Lang. Đúng lúc này, một ánh sáng tím bỗng nhiên xuất hiện, chính là con chuột tía kia. Nó chỉ Cự Lang đang nằm trên mặt đất, rồi nhìn về phía Dương Phong lắc đầu. Dương Phong khẽ giật mình, chợt hỏi: "Người muốn ta thay cho nó sao?" Chuột tía vội vàng gật đầu: "Đừng đùa chứ, nội đan rất đáng tiền, da sói cũng rất đáng tiền, sao thể nói tha là tha được chứ?" Nghe Dương Phong nói, tiểu gia hỏa vội vàng vào đến trước mặt hắn, dùng tay nhỏ sờ sờ mũi hắn, rồi ra dáng vẻ cầu xin. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của nó, Dương Phong nhức đầu nhìn về phía Cự Lang đang nằm trên mặt đất. Dương Phong giật mình, thân thể Cự Lang hơi run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm chồn chía, hiện rõ tia e ngại. Nó sợ chồn chía sao? Dương Phong nghĩ lại, hắn nhìn về phía Cự Lang là nhìn về phía con chồn đang đúng được chưa. Dương Phong hỏi: "Nó sợ ngươi sao?" Chồn chía nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về phía Cự Lang chớp chớp mắt. Thấy ánh mắt chồn chía rơi trên đầu mình, Cự Lang càng hoảng sợ hơn, đầu sói gục trên mặt đất như một tên nô tài. Chồn chía thấy vậy liền vỗ vỗ đầu Cự Lang, hài lòng gật cái đầu nhỏ, hiển nhiên nó rất hài lòng bởi thái độ của Cự Lang. Sau một lúc, chồn chía vùng tiểu trảo lên, biến Cự Lang thành một luồng ánh sáng chui vào thân thể Dương Phong, mà giờ khắc này Dương Phong bị kinh ngạc ngây người ra như một con rối hổ. Sau khi hoàn hồn trở lại, Dương Phong vội vàng xem xét bên trong cơ thể mình. Đúng như hắn dự đoán, Cự Lang bị hắn đánh cho hấp hối kia đang ở trong vòng xoáy đan điền của Dương Phong, tò mò đánh giá xung quanh, sau đó không ngừng lăn lộn trong đan điền của Dương Phong. Sau khi lăn lộn một hồi, Cự Lang phát hiện ra tái ao chứa đầy huyền khí kia. Nó giống như một gã hán tử nhiều ngày không được ăn cơm, bỗng dưng thấy một cái chân giò trước mắt, khiến cho hai mắt nó đều đỏ lên. Nhưng Cự Lang
cũng giống như chồn chía, ngay lập tức nhào đến ao Huyền Chí tắm rửa. Nó chỉ ngồi bên cạnh bồi hồi suy nghĩ gì đó, dường như đang kiêng kỵ điều gì. Diệp Phong mở hai mắt ra nhìn chồn chía, không thể không nói tiểu tử này đã làm cho hắn chấn kinh một phen. Diệp Phong không bao giờ nghĩ đến tiểu tử này lại có thể đưa huyền thú vào đan điền của hắn, mà cự lang kia sau khi tiến vào đan điền của hắn thì lộ ra vẻ hưng phấn lạ thường, điều này khiến Diệp Phong vô cùng nghi ngờ. Chồn chía kia vì sao lại tiến vào vòng xoáy chứ? Tại sao nó có thể đưa huyền khí vào đan điền? Tại sao cự lang lại sợ nó chứ? Đan điền của hắn là cái gì? Sao lại thần kỳ như vậy chứ? Một đống câu hỏi xuất hiện, nhưng Dương Phong không có câu trả lời. Sau khi Dương Phong đặt ra cả đống vấn đề, con chồn chía còn bày ra dáng vẻ nghi hoặc hơn hắn. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ biểu hiện mình chẳng biết tại sao lại như thế, hoặc giả như nó đang giấu giếm gì đó. Dương Phong không tiếp tục truy vấn nữa, sau đó hắn chỉ vào đan điền của mình rồi hỏi con chồn chía. Về sau, nó thể đánh nhau giúp ta sao? Chồn chía không mất lực chiến đấu, hắn có thể tiếp nhận bởi vì dù sao nó cũng rất đáng yêu. Nhưng riêng cự lang kia, nếu không giúp hắn đánh nhau thì Dương Phong cũng muốn chứa chấp một kẻ anh không ngồi rồi. Chồn chía nháy mắt vài cái, sau đó gật gật đầu. Nhìn thấy nó gật đầu, Dương Phong có chút đắc ý. Cửu gia huyền thú hoa, một đá thủ. Ngẫm đi nghĩ lại, hắn càng thấy hưng phấn. Hưng phấn tan đi, Dương Phong xoa đầu chồn chía, hài lòng gật đầu. Ngươi làm rất tốt, sau này cự lang kia sẽ là tiểu đệ của ngươi, ngươi phải đối xử thật tốt với nó để nó nghe lời, hiểu chưa? Hắn không ngốc, cự lang dù sao cũng có thù với hắn, nhưng đối với tiểu tử kia lại khác, lại có phần e ngại, cho nên trách nhiệm dạy dỗ này không ai phù hợp hơn chồn chía. Người hãy lập việc vui thì tinh thần cũng thoải mái. Dương Phong rời khỏi hang động, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng hắn đang tính toán một kế hoạch vĩ đại. Vòng xoáy đan điền của hắn lớn như vậy, chứa vài trăm huyền thú cũng thành vấn đề. Nếu sở hữu hàng trăm con cửu phẩm huyền thú, đến lúc đó sợ rằng cả tiên thiên cường giả cũng phải quỳ lạy dưới chân hắn. Dương Phong càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng dưới tay mình sở hữu một đàn huyền thú hùng hậu như vậy. Bất thình lình nụ cười trên mặt Dương Phong cứng đờ. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi vào một bụi cỏ gần đó, biến mình thành một pho tượng sống. Lúc này, qua khe hở của những bụi cỏ, Dương Phong có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen là đến thật nhanh. Tốc độ của hắc ảnh như ma quỷ dẫm lên cây nhưng vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhìn xung quanh một lượt thì tầm mắt hắc ảnh rời xuống thân ảnh của Dương Phong chỉ cách đó vài trượng. Dương Phong cứng đờ, trong lòng âm thầm hỏi thăm tổ tiên tám đời của tên này. Chạy chỗ nào cũng được, đừng chạy về phía ta. Ta chỉ là hạng nhỏ bé, không thể chơi cùng đại gia các người được. Hắc ảnh toàn thân khoác một bộ y phục thuần đen, sau khi nhảy xuống từ trên cây cũng không thể trốn. Y xoay tay phải, một lưỡi kiếm phảng phất mùi máu tươi như được đúc từ máu xuất hiện trong tay hắc ảnh. Thanh kiếm cực kỳ quý dị, mùi máu tươi trên đó Dương Phong cũng có thể cảm nhận ra rõ ràng, mặc dù cách vài chục trượng. Đúng lúc này lại có một bóng trắng từ xa ngược kiếm đến. Sau khi thấy dung mạo của nàng, tim Dương Phong nhảy lên mạnh mẽ. Nữ tử mặc một bộ y phục xanh nhạt, đôi mắt phong tình, da như tuyết, môi như anh đào, gương mặt trong suốt như ngọc, không chút tì vết, đứng trên một thanh kiếm lớn màu xanh, váy trắng thoáng tung bay, tự nhiên thiên nữ trên chín tầng trời, thánh khiết cao quý, không nhiễm một chút bụi trần, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần nhìn qua là đã đắc tội với nàng. Tốc độ của nữ tử rất nhanh, so với hắc ảnh còn nhanh hơn vài phần, dường như trong chớp mắt đã ngự đến vị trí hắc ảnh cách đó không xa. Nàng phi xuống một ngọn cây, dùng kiếm chỉ về phía hắc ảnh. Trên thanh kiếm liền xuất hiện mấy đạo lệ khí ẩn hiện, thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ. Những nữ tử xinh đẹp như tiên kia, cố học Dương Phong cuồn cuộn, có thể ngự kiếm thì tu vi cũng phải đạt đến linh giả cảnh. Đương nhiên Dương Phong không quan tâm lắm đến thực lực của hai người bọn họ, hắn chỉ quan tâm hai người họ có thực sự đánh nhau hay không. Nếu vậy, chỉ cần một chiêu bị lẹt của hai người đó cũng đủ giết hắn mấy lần. Tô tiên tử, người đúng là âm hồn bất tán, đối với ta tận mấy ngày, ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi sao? Hắc ảnh nhìn kiếm của nữ tử, khàn giọng nói, âm thanh của y cực kỳ khó nghe, như lấy đồ vật mài trên đá, để lại cho người nghe những tiếng cực kỳ chói tai. Huyết thủ, đừng nhiều lời, người của quỷ tông các ngươi đến tận kiếm tông giết người, thì nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay, ngươi được hòng tránh thoát. Tôn Thiên Tử lạnh lùng nói ra, quỷ tông, kiếm tông sao? Trong lòng Di Phong khẽ run lên, nữ tử kia lại là người của kiếm tông. Cũng đúng thôi, có thể ngược kiếm phi hành, kiếm khí lại sắc nhọn như thế,
không phải người kiếm tông thì là ai chứ? Trốn sao? Quế Thủ cười lại một tiếng, sau đó liếc mắt về chỗ Dương Phong đang ẩn nấp. Thấy hắn ảnh nhìn mình, Dương Phong thầm nghĩ hỏng bét. Ngay lúc hắn chuẩn bị trốn thì bị một sợi băng máu đánh vào ngực, khiến cho Dương Phong hét thảm thiết rồi bò ra đất. Không hổ danh là huyết thủ, ngay cả phàm nhân huyền giả cũng tha. Nhìn thấy huyết thủ xuất chiêu đánh giết phàm nhân huyền giả, mặt Lữ Tử càng lạnh hơn. Tha sao? Huyết thủ cười lại một tiếng. Hiện tại ta và ngươi quyết chiến một trận, ta chỉ là không muốn xảy ra sơ sót gì thôi. Nói xong, huyết thủ bổ thẳng kiếm về phía Nữ Tử. Vô số sợi dây bằng máu bắn về phía Nữ Tử kia. Những sợi dây bằng máu đó được tạo nên bởi vô số máu tươi, trong chốc lát cả một vùng trời ngập trong mùi máu tanh. Thấy thế, Bạch Y Nữ Tử mặt không biến sắc. Thấy thân thể sắp bị trúng chiêu, nàng ta liền bay lên, trong chớp mắt thân ảnh của Nữ Tử biến mất khỏi chỗ đang đứng, rồi đã xuất hiện trên mặt đất. Kiếm ngọc mang theo cơn lốc đâm về phía huyết thủ. Phía sau, những sợi dây máu đánh trúng một cái đại thụ, khiến cho cây gỗ vỡ vụn, gỗ bay đầy trời. Trong chớp mắt, trường kiếm trong tay Nữ Tử đâm đến trước mặt huyết thủ. Y ngưng tụ ánh mắt, chân phải bỗng dưng đạp trên mặt đất, khiến cho thân thể vọt lên. Huyết kiếm trong tay lại bắn ra vô số sợi máu bổ nhào về phía Bạch Y Nữ Tử. Huyết kiếm bổ tới, Nữ Tử nhắm lại hai mắt, trường kiếm mắc nhiên đỡ chiêu. Càng hai người không chút tiên kỳ mà quyết chiến với nhau, tia lửa do kiếm va chạm văng khắp nơi. Trong một khắc kiếm hai người chạm nhau thì xuất hiện mấy đạo kiếm khí từ chính kiếm của Bạch Y Nữ Tử phóng ra, xé gió bay về phía huyết thủ. Thấy kiếm khí lao tới, huyết thủ biến sắc, cũng may hai người đã nhiều lần so chiêu, khiến y sớm đã có phòng bị. Lúc hai thanh kiếm rời nhau là có mấy đạo huyết quang từ chính cơ thể huyết thủ tách ra, tạo thành một lá chắn xung quanh bảo vệ y khỏi chiêu thức của Nữ Tử kia. Những đạo kiếm khí của Nữ Tử đánh vào lá chắn bằng máu, không ngừng vang lên những âm thanh đinh đang vang dội. Trên nhà mắt, những đạo huyết quang này lại bổ nhào về phía Nữ Tử. Huyết quang lao đến, Nữ Tử nhíu mày ngã người ra phía sau, cổ tay nàng chuyển động, lập tức lại có thêm mấy cổ kiếm khí bắn về phía huyết thủ phía bên kia. Cảm nhận được trường kiếm hướng đến bụng mình, nên thêm mấy đạo kiếm khí mới xuất hiện. Y khẽ nhào mắt, sau đó dừng thẳng huyết kiếm, chân phải của y điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể một bước lại bước lùi về phía sau. Trong quá trình dịch chuyển thì huyết kiếm trong tay không ngừng xoay tròn, càng mấy đạo kiếm khí đều bị cản lại. Sau khi cản được mấy đạo kiếm khí kia, huyết thủ bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy một thanh trường kiếm cùng vô số kiếm khí bắn về phía y. Huyết thủ không dám khinh thường, chân phải lần nữa đạp trên mặt đất liên tục lùi về phía sau. Bạch Y Nữ Tử vẫn truy đuổi không ngừng, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trường kiếm đâm thẳng về phía huyết thủ đang rút lui. Trường kiếm trong tay lại bắn ra vô số kiếm khí và tạo thành một cơn lốc xoáy hình xoắn ốc đâm đến, lợi hại. Dương Phong ngồi trong bụi xem hai người giao đấu, trong lòng chấn kinh. Hắn vẫn chưa chết, vì ban nãy khi huyết quang đánh xuống, Dương Phong ra sức uốn éo tránh né, làm cho huyết quang đánh một phát lên ngực trái, tạo ra vết thương nhưng không gây nguy hiểm cho tính mạng. Dương Phong muốn bỏ chạy nhưng lại không dám chạy. Hai người bọn họ tuy đánh nhau kịch liệt như thế, nhưng để giết hắn thì lại dễ như trở bàn tay. Vì thế Dương Phong vẫn ở tại chỗ quan sát trận quyết chiến. Hai người giao thủ khiến cho Dương Phong rung động không thôi, đặc biệt là kiếm pháp của Nữ Tử kia, mỗi kiếm đâm ra đều mang theo mấy đạo kiếm khí gây phiền toái cho hắc thủ, khiến y không khỏi cảnh giác đề phòng, không thể ham chiến. Quả nhiên là một chiêu ác mạnh chiêu. Nhưng cơn lốc xoáy hình xoắn ốc từ trường kiếm mang theo kiếm khí trên mặt huyết thủ lộ ra tia dữ tợn. Huyết kiếm trong tay hắn trung lên, một tiếng thét lớn vang trời, cho thấy huyết kiếm mãnh liệt bổ một nhát về phía trước. Một đạo huyết ảnh mang theo vô vàn sợi máu bắn ra xa, những nơi nó quét qua để đến lại những khe rãnh sâu hoắm. Một tiếng vang lên, huyết quang cùng lốc xoáy hình xoắn ốc đụng vào nhau, tạo nên một trận hư khí quét tán khắp núi rừng. Những nơi nó quét qua đều khiến cho sinh vật cỏ cây tàn lụi. Trong lúc này, trận hư khí kia có một tiếng động vang lên, chỉ thấy 10 đạo kiếm khí từ trong trận hư khí bắn ra nối tiếp nhau, mà theo âm thanh xé gió bén nhọn ở một nơi nó xẹt qua. Thấy chiến thức này, Dương Phong không nhịn được khẽ trợn mắt. Nữ tử này đã luyện đến tầng cao nhất của phân linh kiếm pháp, còn có thể sử dụng hình thức này của phân linh kiếm pháp để tấn công. Quá mạnh. Thấy 10 đạo kiếm khí bắn về phía mình, Quế Thủ sắc mặt ngưng trọng, tay trái tìm vào phía trước, chợt y siết tay lại, nhất thời những đạo huyết quang tụ lại thành một tấm chắn dày bảo vệ xung quanh y. Mười đạo kiếm khí liên tiếp đâm vào tấm chắn bằng máu, lớp kiếm khí đánh trúng lá chắn khiến cho thân thể huyết thủ chấn động không ngừng và liên tục lùi bước. Mỗi đạo kiếm khí đâm vào lá chắn máu kia
làm cho màu sắc của nó nhạt dần đi. Đa kiếm khí thứ 9 đâm vào lá chắn khiến cho nó càng trở nên mong manh và như biến thành trong suốt. Đa kiếm khí thứ 10 đâm vào lá chắn khiến nó tan vỡ rồi biến mất. Nó đã có mặt hoảng sợ phía sau của huyết thủ. Một thanh trường kiếm như tia điện xẹt đến xuyên qua ngực huyết thủ, máu tươi phun ra. Nữ tử đứng sau lưng y nhanh chóng tiếp được trường kiếm, nàng quay ngược lại, trường kiếm lại lần nữa xuyên qua huyết thủ từ phía sau. Lần này huyết thủ đang dùng tay bịt chặt vết thương bị trường kiếm xuyên qua trước ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trường kiếm.